Xem cái phim ngắn vừa rồi các con có hiểu không? Hiểu Hiểu sao nè, là nói cô Lan nghe coi. cái bạn nữ á, bạn chơi điện thoại nhiều quá, bạn nó có bài toán giải khó mà bạn nó lấy cái điện thoại rồi thì mở cái cách giải bài đó ra rồi chép vô. Thì Phương Ngân thấy có sẵn bài giải gì thì mình chép vô thì nó có tiện không? Dạ không, Vì sao con? cái đó là gian lận. Gian Gian lận hả? lận. Đúng rồi. Giờ cô hỏi thiệt nè, hai đứa con nè, cả em Thịnh luôn, tụi con có thích chơi điện thoại không? Dạ có, nhưng mà giờ dạo này Dạ con chơi có. ít lắm. Rồi Thịnh ơi, con có thích chơi điện thoại không? Dạ có. Có luôn. Rồi Hoàng nè, con có thích chơi điện thoại không? Dạ có. Có. Một ngày con chơi bao nhiêu lâu? Con chơi có 2-3 phút ạ. Là bây giờ sáng mở mắt ra là mình có chơi điện thoại không nè? Có cầm điện thoại không? Có. Cầm đến khi nào thì buông xuống nè? Khi đi ngủ. Là không? Hết một ngày. Hết ngày là luôn. hết một ngày rồi đó. Bây giờ cho cô Lan hỏi nè, giữa việc chơi điện thoại và việc chơi với lại mẹ thì tụi con thích chơi với mẹ hay chơi điện Chơi với mẹ. Chơi với mẹ. À Chơi vậy. cái gì với mẹ? Dạ chơi quánh tù xì. Còn con thì chơi diều rát bị. Nhiều rác Nhiều rác bị. Thấy giờ tụi mình nhiều rác bị. Tụi mình nhiều rác bị đi. Ok. Rồi nhiều rác bị nè. Rồi nhiều rác bị đi nè. Rồi. Ai ít thì ra khỏi phòng nha. Rồi chơi Mời nè. hai mẹ. Hai mời hai mẹ nè. Ok. Rồi. Con nhiều ra ớt bởi. Tình này tôi sẽ đi cho mấy người vừa lòng, nhưng trước khi tôi đi tôi phải nói là tôi đi không phải là vì tôi bị thua mà tôi đi vì tôi tổn thương. Hai mẹ đi với em đi. Tôi đi vì tôi tổn thương. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Nguồn 100% sữa tươi hỗ trợ cao lớn và đề kháng cho trẻ lớn khỏe mỗi ngày. Để bắt đầu chủ đề ngày hôm nay, chương trình đã cho Minh Hoàng và Phương Ngân trả lời hai câu hỏi theo hình thức cho điểm cao nhất vào đáp án mà các con lựa chọn đầu tiên. Hãy cùng xem với câu hỏi đầu tiên, vào những ngày cuối tuần, con thích làm gì nhất thì Minh Hoàng và Phương Ngân sẽ lựa chọn như thế nào nhé. Cô Lan biết là không phải là ngẫu nhiên mà tụi con đánh đại đâu, mà nó có lý do. Minh Hoàng, tại sao đi chơi cùng bạn lại là lựa chọn đầu tiên của con? Tại vì đi chơi cùng bạn nó vui hơn con máy, nên con lựa chọn số 3. Rồi còn Phương Ngân thì thế nào? Tại sao con lại lựa chọn chơi điện thoại là lựa chọn đầu tiên? Bởi vì con mê chơi điện thoại lắm. Con chơi có mấy cái game mà con yêu thích và mấy cái chương trình phim mà con cũng yêu thích. Con có thấy rằng con chơi điện thoại sẽ vui hơn là chơi với mẹ không? Dạ có. Tại sao? Ở nhà cũng ít chơi với mẹ lắm hả? Dạ. Cái thời gian nào ở nhà là con chơi với mẹ nhiều nhất? Dạ, và khi mà về với mẹ lúc thứ bảy. Tức là con không ở với mẹ hả? Dạ. Tức là mỗi một tuần các con mới được chơi với mẹ một ngày thôi? Dạ, vài ngày. Thế những ngày còn lại con có nhớ mẹ không Phương Ngân? Dạ có. Thế còn những ngày trong tuần thì con chơi với ai nếu như không có mẹ? Nếu như không có mẹ thì con sẽ chơi với em trai con. Con có muốn được ở gần mẹ nhiều hơn không? Dạ có. Có bao giờ con nhớ mẹ nhiều quá rồi con khóc không Ngân? Dạ không. Mẹ không ở với con từ khi con mấy tuổi? Dạ từ khi con được 6 tuổi. Thế còn ba của con thì sao? Mẹ giận ba nên ba đã bỏ đi rồi. Bởi vì ba hay làm những chuyện xấu đối với mẹ. Lúc con 3 tuổi, mẹ không quan tâm đến ba. Và ba cũng không quan tâm đến tụi con. Những lần mà con nhớ mẹ quá thì con làm gì? Con nhớ mẹ quá thì con sẽ gọi điện thoại cho mẹ con và nói chuyện. Khi mà con không có điện thoại á thì con nghĩ về mẹ. Con có nói với bà ngoại không? Dạ không. Con chỉ nói với dì con thôi. Và những lần nói đó con có khóc không? Dạ không. Từ khi nào thì mẹ thấy con gái của mình có vẻ hiểu chuyện và con không còn khóc nữa? Bé cảm thấy là bây giờ mình đã lớn rồi và mẹ phải đi làm
Mẹ không thể nào ở nhà để mà gần mình mãi. Mẹ cần phải có công việc làm để mà mẹ nuôi hai chị em. Và bé hiểu là bây giờ mình có dì nè, có ông bà ngoại và có bà cố ở đây rồi thì mình không còn buồn nữa, mà nhất là có em bé trai bên cạnh. Nếu như tính thời gian thì bao nhiêu lâu rồi mẹ không thấy con gái rơi nước mắt? Chắc là 4 năm ạ. Thực ra một em bé từ 4 đến 6 tuổi, 10 tuổi, cái việc khóc đối với con nó phải là một việc rất là tự nhiên. Có khả năng hiện giờ con đang rơi vào một cái tình trạng khác, đó là vấn đề về hưng cảm quá đà. Cái người mắc cái chứng này đôi khi không khóc được. Người ta luôn ồn ào, người ta luôn vui, người ta luôn ngay lập tức nghĩ qua một cái chuyện khác khi người ta gặp một cái chuyện không có như ý. Nhưng nó không phải là một cái kiểu khỏe mạnh, mà nó là một vấn đề. Thì rất tiếc là cô Nhi A thấy được tất cả những điều đó ở Phương Nguyên. Con kể thiệt cho cô Lan nghe là bao nhiêu lần con nhớ mẹ và con khóc nè. Dạ không có lần nào con khóc hết. Sao con mạnh mẽ quá vậy? Dạ con rất mạnh mẽ. Tại sao con phải mạnh mẽ như vậy? Bởi vì có khán giả đi nên con mạnh mẽ đó, tí con được nhận quà nữa. Với tất cả những gì mà nãy giờ Phương Ngân bày tỏ, cô Nha tin là cô đã không có chủ quan. Con rất thẳng thắn rằng là con phải tỏ ra mạnh mẽ vì ở đây có khán giả. Cô không biết rằng điều này nó đến từ cái gì. Nó đến từ một, tức là cái kinh nghiệm, cái quan điểm này của con. Cô không biết là nó đến từ trải nghiệm nào của con. Để rồi bây giờ con định nghĩa rằng khi con ngồi đây có khán giả theo dõi thì con phải mạnh mẽ. Điều đó đối với cô thực sự rất đau. Thực sự ban đầu cô Nha không nghĩ rằng diễn biến câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó nặng đến như vậy. Con hoàn toàn có khả năng mắc phải một cái vấn đề khác nó cực kỳ nghiêm trọng, đó là vấn đề về trầm cảm cười. Người ta không nghĩ là mình buồn, người ta không biết buồn. Nhưng mà cái điều đó nó không có nghĩa là nó đang thuận lợi về mặt tâm lý, mà nó đang là một cái gánh nặng về mặt tâm lý. Nhưng mà vì con bé không biết buồn, con bé không biết khóc, tất cả những người lớn xung quanh đều nói là con hiểu chuyện. Nhưng mà nếu như kéo dài đi, con không thành thật được với cảm xúc của mình. Thậm chí con còn không biết buồn là gì luôn. Và tất cả những cái điều đó nó tạo ra một cái đời sống tâm lý rất là bất lợi cho con. Con còn một người em nữa đúng không? Dạ đúng, em con 2 tuổi. Con có buồn không khi mà em thì lại được ở với mẹ, còn con với Thịnh thì lại không được ở với mẹ? Con không buồn nhưng con thấy chán. Con chán kinh khủng. Thật sự là cô Lan rất là đau lòng khi mà con nói cái từ chán. Nếu con nói con buồn thì có lẽ cô Lan đỡ đau lòng hơn là con nói con chán. Mẹ có mong muốn được ở gần con không? Dạ có. Mong muốn lớn nhất của em là được ở gần 3 đứa con. Điều gì đang cản trở cái kế hoạch đó của ba mẹ con? Em bước thêm bước nữa thì ở quá xa. Là bao xa? Cách xa cũng khoảng 18 cây số cô. Đó nên nhiều khi đi lên đi xuống rồi mình đi làm nữa thì sẽ không có cái thời gian nữa. Tại vì mãi mê mà công việc nữa cô. Cứ lúc nào mình nghĩ là mình phải tạo cho con cái điều kiện tốt nhất. Con được đi học, con được tới trường, các bạn được ăn ngon mặc đẹp, hoặc các bạn được học môn này môn kia, thì mình sẽ cố gắng làm theo giống y như vậy để con có được cái điều kiện giống như các bạn. Chúng ta vẫn hay nói với nhau là chúng ta làm là vì con. Nhưng chúng ta nghĩ như thế nào nếu như chúng ta làm để có tiền nhưng sau đó chúng ta không có được con, mà cái diễn biến này nó tiếp tục thì nó là như vậy đó. Nó sẽ là câu chuyện một ngày nào đó Phương Ngân cảm thấy mẹ về cũng được, không về cũng không sao, con ổn. Thậm chí là bây giờ bạn đang thể hiện rất nhiều thứ để lo cả cho Thịnh, để Thịnh ổn. Khi cô Di A để ý là Thịnh cần phải trả lời thì con ngồi con mớm lời cho em. Thế còn Thịnh thì sao? Thịnh ấy trả lời. Thịnh có nhớ mẹ không con? Dạ có. Con nhớ mẹ nhất là khi nào nè? Khi mẹ đón con. Tối con ngủ con nhớ mẹ không? Dạ có. Rồi có khóc không? Dạ không. Không khóc, không đòi mẹ luôn hả? Dạ. Ở bên mình không có giảm bớt ha. Đợt trước mẹ cũng quay mẹ và con mà nửa chừng mà hủy á. Người ta giảm được, ví dụ như hộp chọn online ha. Xong rồi kể câu chuyện online ha. Rồi tới bữa nay giờ mai ghi hình nó giảm được 2 lần đó. Mà mình đây trời 4 lần đuối, lỡ đăng ký rồi đu theo chứ. Em kỳ lắm, tại vì chị biết sao không? Em vẫn muốn bảo vệ cả hình ảnh của mẹ, hình ảnh của bé. Cho nên thực sự em muốn là đưa cái câu chuyện thật, đưa cái tâm tư nguyện vọng thật của phụ huynh. Chứ em sợ rằng là kiểu như là em sẽ không có nhiều góc nhìn để khai thác á, thì sẽ rơi vào trường hợp là khán giả người ta đang kiểu
cho bé với mẹ cùng coi một tập. Chị tập nào vậy? Tập nào học ta? Hay là tập mẹ đừng có thương em hơn con? Ủa mẹ thấy có một tập mà. Có hai tập rồi. Ồ. Coi cái tập rồi. mà có con bé nào mà đi người mẫu ta? Rồi có bé nào khóc sướt mướt á? Tập đầu tiên á, giờ là ba tập rồi. Tập đó là tập chủ đề kiểu mẹ ở đừng cáu. Tập thứ hai là chủ đề những đứa trẻ mà nó bị áp lực bởi chuyện học hành quá nhiều á. Tập thứ ba là chủ đề về anh em. Ờ, mẹ coi có một tập à? Dạ. Yeah. À, cái này là chủ đề gì cô ha? Dựa trên cái sự mong mỏi của hai bà mẹ thì nó sẽ là cái chủ đề mà nói về cái phương pháp dạy con. Có nghĩa rằng là sẽ có những người người ta thích dạy con trong kỷ luật, là những lời nói là không nước mắt, nhưng mà nó không hẳn là sẽ tạo được một đứa bé ngoan. Nhưng có những người người ta sẽ thích dạy con kiểu là thương cho roi cho vọt á, thì nó sẽ đi hai hướng. Một là nó sẽ tạo ra những cái đứa bé rất là ngoan nề nếp, hai là nó sẽ tạo ra những cái đứa bé mà lì đòn. Thì nó sẽ là cái chủ đề chung để mà mình xem rõ rằng là cái cách dạy của mình nó đang đúng hay sai, hay là mình tiết chế hay là mình chỗ nào. Cái này quay mấy bạn mấy mẹ cô? Dạ hai mẹ. Chỉ có hai thôi chứ không có bốn như được chứ? Đợt trước là ba, đợt này là hai mẹ. Nhìn máy nào đi cô, như máy giữa. Máy này đi chị. À, có rất là nhiều bà mẹ đến với chương trình đó. Mỗi một bà mẹ đến với chương trình đó là một cái mong muốn khác nhau. Thì nếu như mà không ngại thì chị có thể chia sẻ cái mong muốn mà chị dũng cảm đến với chương trình là gì không ạ? Tại vì ngày khi mà tụi em nói chuyện với bà mẹ thì em nhận ra rằng là tất cả mọi người đều dám đứng lên, dám dũng cảm, dám nói ra những cái điều mà mình chất chứa trong lòng á, thì là những bà mẹ dũng cảm. Thì em không biết rằng là chị, mục đích thực sự của chị muốn tham gia chương trình là gì? À, mục đích thực sự của mình muốn tham gia chương trình này là giữa mẹ và bé sẽ hiểu nhiều hơn. Có nhiều cái con nó không nói với mình, nó tâm tư trong lòng mà mình không hiểu được, thì lúc mình hỏi con vẫn không nói. Nên mình muốn đến với chương trình để hai mẹ con cùng hiểu nhau nhiều hơn. Có bao giờ chị cũng tìm hiểu những cái thông tin làm sao để tiếp cận con cái, hiểu tính cách con cái thông qua những cái trang mạng khác chưa và đã từng áp dụng chưa ạ? Rất là nhiều ạ. Mình đã rất là tìm hiểu rất là nhiều những cái cách mà dạy con như thế nào. Và mình cũng có áp dụng một số. Vậy thì chị nghĩ rằng là cái việc mà không hiểu nhau giữa hai mẹ con là nó xuất phát từ mẹ hay là nó xuất phát từ con? Cả hai ạ. Dạ. À, chị khi mà chị nói câu hỏi, trả lời câu hỏi thì chị nhắc lại cái câu của em giúp nha, cho nó dài cái câu để khán giả họ hiểu là chị đang trả lời về câu gì á. Nếu như mà chị nghĩ sao về hai cái hướng là dạy con là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, và cái hướng là dạy con không nước mắt, thì nếu là chị thường áp dụng cái hình thức nào và vì sao, đứng ở dưới góc nhìn của chị? Mình thì nghĩ thương con cho roi cho vọt là hại con mình. Khi nó ở với mình thì mình cứ cưng chiều con hoặc là ngọt ngào với con, thì lúc mà con đi ra xã hội hoặc ra ngoài thì người ta không như vậy, thì con nó sẽ không có mạnh mẽ và nó không có chấp nhận được. Và mình muốn theo kiểu kỷ luật con, để con quen cái nề nếp, khi con bước ra ngoài thì con sẽ dễ sống hơn với cuộc sống bên ngoài. Cái hình thức kỷ luật nào mà chị nghĩ nó là cái quy tắc mà chị ra quy định cho các con của mình? Ví dụ như là hình thức kỷ luật của mẹ áp dụng cho các bé là phải nhanh nhẹn khi làm cái gì đó hoặc là khi đi đâu đó, tác phong phải rất là nhanh nhẹn và phải biết ý biết tứ để ý mọi người xung quanh.
để khi bé ra ngoài thì có thể dễ dàng hơn. À, có một cái chợ đòn nào làm cho chị cảm thấy nhớ nhất hoặc là kiểu cảm thấy có lỗi với con nhất chưa? Rất nhiều luôn á cô. À, có những trận đòn mà mẹ cảm thấy hối hận và nhớ nhiều thì các bé còn nhỏ thì có xảy ra rất là nhiều, nhưng khi xong thì cảm thấy hối hận, nhất là những lúc bé đi học xong mình trong tới chiều để gặp các bé để mình cảm thấy hối hận và yêu thương hơn nữa. À, có nghĩa là sau mỗi một cái trận đòn thì chị sẽ mong cái thời gian gặp con để mà yêu thương hơn, chị có thể nói lại giúp em đi được không? Mình nói lại từ đầu ha. Dạ không, theo cái cảm xúc của chị thôi. À, lúc nãy chị nói như vậy thì khán giả ta sẽ không hiểu là chị muốn gặp con để làm gì đó. Những cái mình bắt đầu từ đâu ta, nói là có cái trận đòn nào mà làm chị nhớ không? Những cái trận đòn mà mẹ nhớ và hối hận á, là ví dụ như mỗi buổi sáng mà bé đi học rồi á, mình ở nhà mình hối hận lắm, mình mong chiều để gặp được con, sẽ ôm lấy con và mình cảm thấy có rất là có lỗi với con, để nói chuyện với con, tâm sự với con, coi thử con có giận mình hay không. Những cái này thì chị có nghĩ rằng là mình sẽ tự tin mạnh dạn để chia sẻ với chuyên gia tâm lý Tô Nha không, để mà cô ấy có thể giúp mình cải thiện hơn trong cái việc là dạy con trong cái giai đoạn sắp tới ạ? Mình rất muốn được chia sẻ cùng chuyên gia để chia sẻ để mẹ cách để mẹ cùng con trưởng thành. Chị kể một lần nữa thì nó lại bị mất công cho chị á.